Thank you.
cay như thế nhỉ. Cây thứ hai như thế này, tiếp tục qua cây thứ ba đi. Thank you.
Sẽ quay tiếp tục anh Tùng mà cưa những hàng dừa này nữa nha cả nhà. Mình cũng kết thúc một cái video tại đây. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo nha.